Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh tối nay thứ Sáu ngày 15 tháng 12 với những nội dung chính sau. 4 tỉnh thành Quảng Ninh, Hải Phòng, Hải Dương và Hưng Yên tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong kết nối trục cao tốc phía Đông, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Hồng và cả nước. Nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng người có công và thân nhân đi vào cuộc sống, thể hiện sự quan tâm chăm lo của tỉnh, nâng cao chất lượng cuộc sống các cá nhân gia đình có công với cách mạng. Sau 3 năm đưa vào trồng, giống rau cải Hàn Quốc đang mang lại thu nhập ổn định cho lao động nông thôn thị xã Đông Triều. Công an toàn tỉnh ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Thưa quý vị và các bạn, chiều nay tại thành phố Hạ Long, Hội đồng kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2023 và triển khai kế hoạch năm 2024. Dự hội nghị có các đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh, Nguyễn Văn Tùng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng, Lê Văn Hiệu, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Hải Dương, Nguyễn Lê Huy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên, Phạm Tấn Công, Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI. Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công nhấn mạnh, thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông bắt đầu triển khai từ tháng 7 năm 2022, gồm 4 địa phương là thành phố Hải Phòng, các tỉnh Quảng Ninh, Hải Dương và Hưng Yên và sự tham gia điều phối của Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam. Trước bối cảnh kinh tế toàn cầu và trong nước còn nhiều khó khăn, 4 địa phương trong kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông cùng với VCCI đã nỗ lực vượt qua những thách thức, tăng cường hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện thành công các mục tiêu phát triển kinh tế đã đề ra trong năm 2023. Trong đó, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2023 của cả 4 địa phương đều tăng trên 8%. Trong đó, Quảng Ninh là địa phương có tăng trưởng GDP cao nhất vùng đồng bằng sông Hồng và đứng thứ 3 cả nước. Đây cũng là năm thứ 9 liên tiếp Quảng Ninh đạt được mức tăng trưởng GDP trên 10%. Hoạt động đầu tư phát triển của các địa phương cũng đều đạt mức tăng trưởng trên 10%. Tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI chiếm gần một nửa so với tổng vốn FDI của cả nước. Chủ tịch VCCI cũng khẳng định, các số liệu kinh tế của năm 2023 cho thấy là bức tranh kinh tế của các địa phương trong kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông đang dần khởi sắc với nhiều chỉ số có kết quả tích cực hơn so với kết quả trung bình toàn quốc và tốt hơn so với cùng kỳ năm 2022. Đặc biệt là thành phố Hải Phòng và tỉnh Quảng Ninh vẫn cho thấy tốc độ tăng trưởng cao ở các lĩnh vực phát triển công nghiệp dịch vụ và thu hút đầu tư. Thành công của kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông là kết quả của sự hợp tác chặt chẽ giữa các thành viên. Đây là nền tảng để tiếp tục mở rộng hơn nữa phạm vi và chất lượng của các hoạt động hợp tác. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh khẳng định, thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông là sáng kiến quan trọng nhằm tạo điều kiện cho các địa phương tiếp cận, phát huy tối đa những tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của mình để cùng nhau phát triển bền vững. Với tư cách là thành viên tiểu vùng, từ định hướng được mở ra bởi sáng kiến kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông đã thúc đẩy những nỗ lực hơn nữa của Quảng Ninh trong việc tiếp tục đẩy nhanh tốc độ phát triển và hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội đồng bộ hiện đại, đảm bảo liên thông tổng thể. Năm 2023, Quảng Ninh đã hoàn thành quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Trong đó đã định vị và xác định rõ tiềm năng lợi thế của tỉnh trong mối liên kết chung của vùng, tiểu vùng và của cả nước. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng nhấn mạnh 4 địa phương trong kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông giữ vai trò rất quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của khu vực đồng bằng sông Hồng. Đây là điều kiện để các địa phương thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác, từ đó thực hiện mục tiêu phát triển của các địa phương cũng như là của cả vùng. Đồng thời mong muốn trên cơ sở thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, dưới sự điều phối của VCCI thì các địa phương sẽ giải quyết hài hòa hơn các bất cập về thu hút đầu tư, xử lý tài nguyên môi trường và các vấn đề xã hội, khắc phục những khó khăn cục bộ, liên kết, phát huy các thế mạnh của từng địa phương, nhất là cùng xây dựng cơ chế chính sách điều phối phát triển kinh tế tiểu vùng đủ mạnh, thúc đẩy các mối quan hệ liên kết kinh tế, tạo động lực chung mang tính cộng hưởng để phát triển bền vững từng địa phương, góp phần tạo hiệu ứng lan tỏa, thúc đẩy kinh tế cả nước phát triển nhanh, hiệu quả và bền vững. Đánh giá về hoạt động trong năm 2023, báo cáo của Hội đồng thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông cũng khẳng định các thành viên đã phối hợp triển khai nhiều hoạt động hợp tác, trong đó đã thành lập Hội đồng kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông, quy chế hoạt động của Hội đồng
và các văn bản kiện toàn tổ chức bộ máy hoạt động, phối hợp tổ chức các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư trong khu vực và quốc tế. Để tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp, các địa phương và VCCI sẽ thảo luận, đề xuất một số giải pháp cần phải triển khai thực hiện trong năm 2024, trong đó tập trung vào việc kết nối cộng đồng doanh nghiệp giữa các địa phương, trao đổi để thống nhất các nội dung cần kiến nghị, đề xuất với chính phủ và các bộ ngành trung ương về cơ chế chính sách, đẩy mạnh hơn nữa đầu tư hệ thống hạ tầng giao thông kết nối, xây dựng báo cáo kinh tế thường niên của vùng để cung cấp thông tin cập nhật và phân tích sâu rộng về tình hình kinh tế của vùng, đưa ra bức tranh rõ nét với các khuyến nghị cụ thể để giúp các địa phương tham khảo trong định hình chính sách và hướng đi phù hợp trong tương lai. Các thành viên thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông đã thống nhất thành lập Hội đồng Doanh nghiệp tiểu vùng trục cao tốc phía Đông. Mục tiêu là nhằm tạo cơ chế kết nối doanh nghiệp của mỗi địa phương và các địa phương với nhau, mở rộng không gian phát triển kinh doanh và đầu tư cho doanh nghiệp. Tôi cho rằng đây là một cái sáng kiến rất tốt. Ngoài cái việc mà phát triển thị trường để tiêu thụ sản phẩm trong nước cũng như là xuất khẩu ra nước ngoài, thì chúng tôi còn có thể liên kết đầu tư, phát triển xuất kinh doanh. Ví dụ Hải Phòng có thể đầu tư vào Hưng Yên, có thể đầu tư lên Hải Dương hoặc ngược lại. Là cái sự liên kết này nó không chỉ nằm trong cái giới hạn của cái việc đầu tư sản xuất mà nó còn lan tỏa đến cả cái việc đào tạo cung cấp lao động cho các khu công nghiệp, khu chế xuất cũng như là chuyển cái lao động từ các cái vùng, từ các tỉnh này sang tỉnh khác, có thể hỗ trợ nhau. Trong cái quá trình phát triển kinh tế thì cái vấn đề giao thông và vấn đề thời gian nó sẽ rất quan trọng. Thế sau khi cái trục đường cao tốc này hoàn thành thì tôi thấy là nó sẽ nâng cao hiệu quả kinh tế của các doanh nghiệp, rồi là tăng trưởng kinh tế về mọi mặt, về kinh tế, về du lịch, rồi là về các kết nối các doanh nghiệp với nhau được rất là thuận lợi. Cũng tại hội nghị, đồng chí Cao Tường Huy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã nhận chuyển giao nhiệm vụ đồng chủ tịch Hội đồng thỏa thuận kết nối kinh tế trục cao tốc phía Đông năm 2024. Hôm nay tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã tiếp công dân định kỳ theo quy định số 11 của Bộ Chính trị về trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy trong việc tiếp dân, đối thoại trực tiếp và xử lý những phản ánh kiến nghị của công dân. Cùng tiếp có đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Đỗ Thị Lan, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội khóa 15, đại biểu Quốc hội tỉnh, đại diện đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban đảng của Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc tỉnh, các tổ chức chính trị xã hội, các sở ban ngành và địa phương liên quan. Tại buổi tiếp, sau khi nghe các ý kiến của công dân và phân tích của thành viên Hội đồng tiếp công dân tỉnh cũng như nghiên cứu kỹ các hồ sơ và căn cứ pháp lý liên quan, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vụ việc cụ thể, thấu tình đạt lý, đảm bảo đúng các quy định pháp luật, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân. Cụ thể, một số công dân phường Hưng Đạo, thị xã Đông Triều kiến nghị phản ánh xung quanh việc thực hiện kết luận thanh tra liên quan hỗ trợ đối tượng người có công. Sau khi lắng nghe kiến nghị của công dân, báo cáo giải trình của sở ngành địa phương của tỉnh trong việc tiếp nhận giải quyết các nội dung kiến nghị của công dân, Hội đồng tiếp công dân tỉnh giao Sở Lao động Thương binh và Xã hội tham mưu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh rà soát việc thực hiện kết luận thanh tra đảm bảo chặt chẽ đúng quy định pháp luật, giữ ổn định tình hình trong nhân dân, không để phát sinh khiếu kiện đông người phức tạp. Đồng thời tăng cường trách nhiệm, chủ động làm việc với các cơ quan chức năng của quân đội, các cơ quan liên quan để củng cố hồ sơ của các trường hợp thuộc diện phải bổ sung hồ sơ theo quy định. Đối với các trường hợp có thêm hồ sơ minh chứng, bổ sung giấy tờ, yêu cầu Sở Lao động Thương binh Xã hội khẩn trương phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan chủ động đề xuất, đánh giá từng trường hợp cụ thể, nhằm bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đối tượng người có công đối với các trường hợp đủ điều kiện tiêu chuẩn để hưởng chính sách theo quy định của pháp luật với tinh thần trách nhiệm cao nhất, đồng thời xử lý nghiêm minh trường hợp lợi dụng chính sách để trục lợi nếu có. Tiếp các hộ dân tham gia góp vốn mua dự án ngôi sao Hạ Long, phân khu The Astro Hạ Long Bay về nội dung đề nghị làm rõ hành vi vi phạm pháp luật của dự án ngôi sao Hạ Long. Sau khi nghe công dân trình bày, trên cơ sở ý kiến tham gia của các sở ngành, Hội đồng tiếp công dân tỉnh có ý kiến cụ thể về vụ việc. Trong những năm qua, với quan điểm xây dựng chính quyền liêm chính, phục vụ kiến tạo, Quảng Ninh luôn luôn lắng nghe, cầu thị, công khai minh bạch trong thực hiện mọi nhiệm vụ, chú trọng cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh. Việc quản lý, kiểm soát loại hình kinh doanh cơ sở hạ tầng được các sở ngành, Ủy ban Nhân dân tỉnh thực hiện nghiêm túc. Mặc dù đây là vụ việc quan hệ dân sự giữa công dân và chủ đầu tư, không có nội dung liên quan đến kiến nghị đối với cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Tuy nhiên, để đảm bảo ổn định tình hình trên địa bàn, đặc biệt giữ vững môi trường đầu tư kinh doanh, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã sắp xếp thời gian tiếp lắng nghe ý kiến, kiến nghị, phản ánh của các công dân. Chia sẻ với công dân về nội dung phản ánh, Hội đồng tiếp công dân tỉnh hướng dẫn các công dân thực hiện các quyền theo quy định pháp luật để được bảo vệ quyền lợi theo quy định.
đồng thời yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long nắm chắc tình hình, đảm bảo ổn định an ninh trật tự trên địa bàn, không để xảy ra tình trạng lợi dụng khiếu kiện để kích động, lôi kéo, gây mất an ninh trật tự tại địa phương. Cho ý kiến về vụ việc, một số hộ dân khu 10, phường Hồng Hải, thành phố Hạ Long đề nghị xem xét điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/200 xây dựng nhà văn hóa khu 10, đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công dân đối với diện tích đất vườn liền kề. Hội đồng tiếp công dân tỉnh yêu cầu Ủy ban Nhân dân thành phố Hạ Long rà soát kỹ nguồn gốc, quá trình sử dụng đất của công dân, rà soát quy hoạch, đảm bảo quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của nhân dân. Đồng thời đề nghị Thanh tra tỉnh, Mặt trận Tổ quốc tỉnh giám sát việc thực hiện giải quyết của thành phố đối với nội dung công dân kiến nghị. Các vụ việc còn lại, Hội đồng tiếp công dân tỉnh đã cho ý kiến chỉ đạo giao cho các địa phương, sở ngành liên quan xem xét giải quyết theo đúng trình tự quy định của pháp luật. Tại kỳ họp thường lệ cuối năm, kỳ họp thứ 16 vừa qua, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 14 đã thông qua 28 nghị quyết quan trọng về phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, chăm lo đời sống nhân dân. Trong đó, nghị quyết số 23 quy định chính sách hỗ trợ một số đối tượng, người có công với cách mạng và thân nhân đi vào cuộc sống, tiếp tục thể hiện sự quan tâm chăm lo của tỉnh dành cho các cá nhân, gia đình có công với cách mạng, với mong muốn tri ân những cống hiến, đóng góp to lớn của các gia đình cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, ngoài mức hỗ trợ của ngân sách trung ương, Quảng Ninh hỗ trợ thêm tiền điều dưỡng phục hồi sức khỏe đối với người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ theo niên hạn điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh. Theo đó, nâng mức hỗ trợ tiền ăn từ 1,4 triệu đồng một người một lần lên 1,8 triệu đồng một người một lần. Ngoài ra, còn nâng mức hỗ trợ chi phí tham quan các di tích lịch sử văn hóa ở các địa phương trong nước từ 900.000 đồng một người một lần lên 1.350.000 đồng một người một lần. Trước kia chúng tôi cảm thấy như thế cũng đã là tỉnh đã có sự quan tâm đặc biệt. Đến giờ phút này, tỉnh lại tăng cái tiền ăn điều dưỡng của anh em thương binh chúng tôi. Chúng tôi thấy là tỉnh Quảng Ninh có sự quan tâm đối với người có công rất tuyệt vời. Thì chúng tôi là người được hưởng rất với anh, tất cả chung anh em chúng tôi rất là phấn khởi. Ngoài ra, đối với các đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân liệt sĩ không trực tiếp tham gia điều dưỡng tại Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh mà thực hiện việc điều dưỡng tại nhà cũng sẽ được nâng mức hỗ trợ tiền ăn từ 700.000 đồng một người một lần lên 900.000 đồng một người một lần. Chúng tôi thấy là cái nghị quyết 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh ấy, rất kịp thời và nó rất phù hợp để động viên, rồi cũng khích lệ, rồi cũng thể hiện cái tính quan tâm của nhà nước đối với những người có công. Cái thứ hai nữa là gì? Là đối với này những người có công như chúng tôi ấy, thì nó có đặc thù riêng là tuổi cao, rồi bệnh ấy là nó nhiều lắm. Vì thế cho nên là gì? Là đối riêng với này những người mà được nhà nước ấy là cho đi nghỉ nhưng vì sức khỏe cho nên phải nghỉ ở tại gia. Nghị quyết 23 thì có nêu là gì cũng nâng lên các cái mức là nghỉ ở tại gia. Thì điều đấy là chúng tôi rất là cảm ơn và rất vui mừng. Từ mùng 1 tháng 1 năm 2024, nghị quyết số 23 thay thế nghị quyết số 145 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, kinh phí hỗ trợ cho người có công được tăng thêm và số người có công có tỷ lệ thương tật từ 61 đến 80% được rút ngắn thời gian điều dưỡng từ 2 năm xuống 1 năm một lần. Đó là nguồn động viên rất lớn, tạo điều kiện cho đơn vị có thêm kinh phí để đổi mới cái nội dung chương trình và nâng cao chất lượng điều dưỡng cho người có công. Và cũng đáp ứng được phần nào nguyện vọng của người có công vì các bác là hiện nay là tuổi ngày càng cao, sức khỏe yếu và thời gian tham gia điều dưỡng không được nhiều nên các bác sẽ rất phấn khởi. Cũng theo nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, một số người có công được rút ngắn thời gian điều dưỡng từ 2 năm xuống 1 năm một lần, hỗ trợ thêm hàng tháng đối với người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp phụ cấp, hỗ trợ bảo hiểm y tế cho thân nhân là vợ hoặc chồng của thương binh bệnh binh, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học có tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 60% trở xuống, thân nhân là vợ hoặc chồng của người hoạt động cách mạng kháng chiến bảo vệ Tổ quốc làm nghĩa vụ quốc tế bị địch bắt tù đầy, người phục vụ đối tượng là con đẻ bị dị dạng dị tật không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học, hỗ trợ nuôi dưỡng người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp phụ cấp, con đẻ bị dị dạng dị tật không tự lực được trong sinh hoạt của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học đang hưởng trợ cấp hàng tháng tại Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh. Nghị quyết số 23 của Hội đồng Nhân dân tỉnh chính thức có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024.
nằm trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm thành lập thành phố Hạ Long, chiều nay Thành ủy Hạ Long và Hội đồng Di sản Văn hóa Quốc gia phối hợp tổ chức hội thảo khoa học bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa trong phát triển bền vững thành phố Hạ Long. Dự hội thảo có Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh và các nhà khoa học, nhà nghiên cứu, nhà quản lý, các cơ quan tổ chức trong cả nước. Lãnh đạo tỉnh, các đồng chí lãnh đạo các sở. Là mảnh đất có bề dày lịch sử truyền thống với ba nền văn hóa tiền sử nổi bật là văn hóa Soi Nhụ, văn hóa Cái Bèo và văn hóa Hạ Long, có tài nguyên di sản quý báu với hệ thống danh lam thắng cảnh, lễ hội truyền thống độc đáo, đa sắc màu. Sau sáp nhập địa giới hành chính, thành phố Hạ Long đã hội tụ đầy đủ hơn các loại hình văn hóa như văn hóa biển, văn hóa công nhân mỏ, văn hóa cộng đồng các dân tộc thiểu số, tạo nên sự giao thoa và kết tinh nền văn hóa đa sắc, thống nhất trong đa dạng, hình thành nên một hệ thống giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể phong phú, giàu bản sắc và nhân văn. Thành phố Hạ Long hiện có 96 trên 638 di tích lịch sử văn hóa của toàn tỉnh, trong đó có di sản kỳ quan thế giới Vịnh Hạ Long, 6 di tích cấp quốc gia, 11 lễ hội độc đáo. Phát biểu tại hội thảo, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thị Hạnh khẳng định, thành phố Hạ Long có vị thế và vai trò đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của tỉnh Quảng Ninh và khu vực. Mong muốn thông qua hội thảo, Hạ Long Quảng Ninh sẽ tiếp thu nhiều tư liệu, ý kiến quý báu của các học giả, nhà nghiên cứu, đưa ra giải pháp bảo tồn, phát huy bền vững những giá trị văn hóa, nguồn lực đặc biệt cho sự phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Tại hội thảo, trên 50 tham luận đã chỉ ra những tiềm năng thế mạnh về di sản văn hóa của thành phố Hạ Long, đồng thời đề xuất các mô hình phát triển và giải pháp phù hợp để bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa, nguồn tài nguyên quan trọng phục vụ phát triển các ngành công nghiệp văn hóa trong thời gian tới. Để có được những sản phẩm văn hóa, những sản phẩm du lịch mang tính độc đáo của địa phương thì phải phát huy cái tính sáng tạo của cộng đồng cư dân của thành phố Hạ Long. Cái thứ hai phải kéo được cái yếu tố kinh tế tư nhân, những doanh nghiệp ở đứng chân trên thành phố hoặc là mời được những doanh nghiệp có tâm, có tầm nhìn nhưng có nguồn lực để họ xây dựng mô hình hợp tác công tư trên đất Hạ Long, tạo ra được những sản phẩm. Cái vị trí dễ nhận biết đó là cái Vịnh Hạ Long. Vịnh Hạ Long giá trị nào chúng ta khỏi phải nói, nhưng luôn luôn nhắc nhở rằng giá trị bao nhiêu thì trách nhiệm bảo tồn nó lớn bấy nhiêu. Mà bảo tồn nó bắt đầu và cuối cùng là ý thức con người. Nhận biết rằng nó là mang lại sự giàu có của cho chúng ta, nhưng đồng thời cái sự giàu có cũng đòi hỏi chúng ta phải bồi đắp cho nó, gìn giữ nó. Cái thứ hai nữa phải nói Hạ Long là một cái sức mạnh lớn của nó là cái vị trí của nó phải liên kết với những khu vực đó. Các ý kiến tại hội thảo nhấn mạnh thực trạng, phân tích nguyên nhân thành công và hạn chế của quá trình khơi dậy các giá trị văn hóa con người Quảng Ninh thời gian qua, đồng thời đưa ra các giải pháp khắc phục. Bên cạnh nhận diện giá trị di sản, thành phố Hạ Long cần tích cực hơn nữa trong việc xây dựng nguồn nhân lực phục vụ bảo tồn, phát huy giá trị di sản một cách bền vững. Chúng ta kết nối những cái điểm đến ngoài những cái di tích di sản ở Vịnh Hạ Long mở rộng hơn trên tỉnh Quảng Ninh, và trong các cái không gian văn hóa phi vật thể chúng ta cũng tạo thành cái sản phẩm du lịch, những cái sản phẩm văn hóa và du lịch hoàn chỉnh có thể đóng góp tích cực trong phát triển kinh tế xã hội, nhưng cũng là một cái lĩnh vực rất là mới mẻ và tiềm năng trong cái phát triển các ngành công nghiệp văn hóa. Đào tạo cái nguồn nhân lực trong lĩnh vực bảo tồn phát huy giá trị di sản văn hóa là vô cùng quan trọng. Cái việc này tôi nghĩ nó lại càng quan trọng hơn đối với Quảng Ninh và thành phố Hạ Long, vốn là một địa phương mà có cái tiềm năng văn hóa, có các cái giá trị văn hóa hết sức tiêu biểu. Và nếu chúng ta có một nguồn nhân lực tốt thì chắc chắn các cái giá trị văn hóa, những cái tiềm năng văn hóa của Quảng Ninh, của thành phố Hạ Long sẽ được phát huy một cách hiệu quả. Hội thảo khoa học đóng góp những giá trị lý luận và thực tiễn quan trọng để thành phố Hạ Long thực hiện hiệu quả đề cương văn hóa Việt Nam, xây dựng sức mạnh văn hóa con người Quảng Ninh, tạo động lực phát triển, hướng tới trở thành thành phố sáng tạo, được UNESCO công nhận, tham gia vào mạng lưới thành phố học tập toàn cầu. Sau 3 năm đưa vào thực hiện tại thị xã Đông Triều, mô hình liên kết sản xuất rau cải Hàn Quốc đang cho hiệu quả tích cực, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho lao động nông thôn. Vụ đông năm nay, rau cải Hàn Quốc được trồng tập trung ở 4 thôn Đồng Ý, Khê Thượng, Phúc Thị và Đông An, thị xã Đông Triều. Giống rau này rất phù hợp với thổ nhưỡng khí hậu địa phương, chỉ sau 1 tháng rưỡi là bắt đầu cho thu hoạch. Thời gian thu hoạch kéo dài liên tục trong 4 tháng.
Và thu từ lúc 5 giờ sáng đến giờ này là đã xong và sản lượng chắc được khoảng hơn 4 tạ. Chung quy lại gia đình và mọi người rất phấn khởi. Nhà tôi thì trồng 7 sào thì hôm nay được thu thì tầm khoảng 4 sào. 4 sào thì ước tính sản lượng của 4 sào đạt tầm khoảng 7 tạ. Thì đây là lần thu đầu tiên, thì những lần thu thứ hai thì năng suất sẽ sản lượng sẽ tăng lên rất nhiều. Thế thì trong cái liên kết này thì bà con nhân dân rất phấn khởi và được hưởng rất nhiều lợi. Vụ thu hoạch năm nay, giống rau có nguồn gốc Hàn đới này cho năng suất khoảng 20 tấn trên 1 hecta. Nông dân Đông Triều rất phấn khởi vì thu hoạch đến đâu, sản phẩm được bao tiêu hết đến đó để chế biến xuất khẩu đi thị trường Hàn Quốc. Lứa đầu chúng tôi cắt đầu tiên là đã được 2 tạ một sào. Thế mà dễ, rất chi là dễ rồng. Thế mà sang năm kia là chúng tôi mở rộng rồng thêm nhiều. Dự tính sản lượng đạt trên 300 tấn. Vụ đông mô hình là liên kết với các bà con nông dân và triển khai là thu mua bao tiêu sản phẩm. Là khép kín, là hỗ trợ giống cho bà con và thu mua toàn bộ đầu ra. Và lợi nhuận của bà con nông dân là từ 4 đến 6 triệu đồng trên một sào trên một vụ. Bình quân 1 hecta trồng rau cải Hàn Quốc, nông dân thu lợi trên 120 triệu đồng. Giống rau này đang là hướng đi hiệu quả trong canh tác vụ đông. Thị xã Đông Triều đang vận động nông dân tiếp tục mở rộng vùng trồng để nâng cao thu nhập trên cùng diện tích sản xuất nông nghiệp. Thực hiện tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm chở hàng quá tải trọng, quá khổ và các hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông, Cục Cảnh sát Giao thông, Bộ Công an và Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Quảng Ninh phối hợp tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các phương tiện vi phạm. Chiều ngày 14 và rạng sáng ngày 15 tháng 12, bất ngờ kiểm tra tại một số tuyến đường thuộc địa bàn thị xã Quảng Yên, tổ công tác gồm Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh và Cục Cảnh sát Giao thông Bộ Công an đã phát hiện 37 xe chở vật liệu đang lưu thông vi phạm chở hàng quá khổ quá tải. Trong đó có 9 xe vừa vi phạm quá tải vừa vi phạm cơi nới thành thùng, đặc biệt có xe chở quá tải gấp 3 lần so với mức quy định. Tổ công tác đã bàn giao phương tiện, giấy tờ, phiếu cân tải trọng kèm theo cho Công an thị xã Quảng Yên tiếp nhận, xác minh và xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Bám sát chỉ đạo của Trung ương và những chỉ đạo trực tiếp của tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh về tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, phòng ngừa kéo giảm tai nạn, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với Cục Cảnh sát Giao thông Công an các địa phương tăng cường tuần tra kiểm soát, xử lý không có vùng cấm đối với các vi phạm là nguyên nhân dẫn đến tai nạn giao thông, các trường hợp chở hàng quá khổ quá tải, không đảm bảo vệ sinh môi trường. Sáng nay, Công an toàn tỉnh ra quân triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Hạnh, trưởng ban chỉ đạo 138 đến dự. Phát biểu tại lễ ra quân, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Công an tỉnh, các sở ban ngành, đoàn thể và UBND các địa phương quán triệt nâng cao nhận thức trách nhiệm, nhất là vai trò của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo, huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động tội phạm, vi phạm pháp luật, triển khai thực hiện hiệu quả các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc tổ chức Tết Giáp Thìn năm 2024 đảm bảo an ninh an toàn. Trong đợt ra quân này, Công an toàn tỉnh huy động tối đa lực lượng, trang thiết bị, phương tiện đồng loạt tấn công, chấn áp các loại tội phạm, nhất là tội phạm ma túy, tín dụng đen và tội phạm thường xảy ra trong dịp Tết. Tiếp tục xử lý nghiêm những vi phạm là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông, phòng ngừa, giải quyết ùn tắc giao thông, không để xảy ra đua xe trái phép. Phòng ma túy Công an tỉnh Quảng Ninh sẽ cố gắng thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao, phối hợp với lại công an đơn vị địa phương cũng như công tác vận động quần chúng trong công tác phòng chống tội phạm về ma túy, các tổ chức và các ổ nhóm, đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy. Công an các địa phương cũng sẽ quyết liệt triển khai các giải pháp ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ quản lý xã hội và phòng chống tội phạm, tăng cường tuyên truyền về phương thức thủ đoạn của các loại tội phạm, cách thức phòng ngừa, phát huy vai trò chủ động tích cực của người dân trong việc phát hiện, cung cấp thông tin, tố giác các loại tội phạm và vi phạm pháp luật. Chúng tôi đã xây dựng những kế hoạch của công an huyện, chỉ đạo các đội nghiệp vụ, công an các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đồng loạt triển khai các biện pháp nắm chắc tình hình địa bàn và quản lý tốt các đối tượng trên địa bàn để mà khi mà có dấu hiệu phạm tội tổ chức sự bắt giữ xử lý thì giải quyết dứt điểm những cái mà có thể ngay từ đầu ngay tại cơ sở. Đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm đảm bảo an ninh trật tự dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024 sẽ kéo dài đến ngày 29 tháng 2 năm 2024. Tiếp theo là một số tin tức khác.
Sáng nay, Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức hội thảo tham vấn kết quả thực hiện nhiệm vụ điều tra, đánh giá khả năng cung cấp và nhu cầu sử dụng nước thải mỏ sau xử lý, xây dựng kế hoạch giải pháp nâng cao chất lượng, tỷ lệ tái sử dụng nước thải mỏ. Hội thảo tập trung phân tích, đánh giá hiện trạng, dự báo nhu cầu tái sử dụng nguồn nước thải mỏ, nâng cao tỷ lệ tái sử dụng nước thải mỏ sau xử lý, xây dựng phương án tái sử dụng nước thải mỏ ngành than theo mô hình kinh tế tuần hoàn của Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020. Những năm gần đây, tỉnh Quảng Ninh, Tập đoàn Công nghiệp Than khoáng sản Việt Nam và Tổng công ty Đông Bắc đã phối hợp thực hiện nhiều giải pháp giảm thiểu tác động xấu đến môi trường vùng mỏ than. Hai đơn vị đã đầu tư xây dựng 55 trạm xử lý nước thải mỏ than với công suất xử lý khoảng 800.000 mét khối một ngày đêm, xử lý triệt để lượng nước thải mỏ, giảm thiểu ảnh hưởng tới các khu dân cư. Trong các ngày từ ngày hôm nay đến ngày 17 tháng 12, tại trường đào tạo cán bộ Nguyễn Văn Cử tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác văn phòng cấp ủy năm 2023. Trên 70 học viên là lãnh đạo cán bộ công chức viên chức làm công tác tham mưu tổng hợp tại các văn phòng cấp ủy các cấp, nghiên cứu 10 chuyên đề cốt lõi trong nghiệp vụ chuyên môn công tác văn phòng cấp ủy. Qua khóa bồi dưỡng, các học viên nắm được cơ bản về lý luận, tiếp cận nhiều kiến thức mới và kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn, nâng cao hiệu quả nghiệp vụ văn phòng. Trong hai ngày 16 và 17 tháng 12 tại khu rừng sở thôn Đồng Long, xã Đồng Tâm, huyện Bình Liêu tổ chức hội hoa sở năm 2023. Cùng với quảng bá nét đẹp giá trị của rừng hoa sở, hội hoa sở Bình Liêu năm nay có nhiều hoạt động văn hóa thể thao hấp dẫn dành cho nhân dân và du khách, trò chơi dân gian, thi ẩm thực, trưng bày cụm rong giềng, trưng bày giới thiệu sản phẩm ô cốp, giải đua xe đạp thể thao. Hội hoa sở được huyện Bình Liêu tổ chức thường niên từ năm 2015 nhằm quảng bá vẻ đẹp thiên nhiên, văn hóa con người Bình Liêu gắn với hình ảnh hoa sở, một biểu tượng của du lịch Bình Liêu vào mùa thu đông. Chương trình khai mạc vào lúc 8 giờ 30 phút sáng mai, cùng các hoạt động chính sẽ được live stream trên fanpage QMG Tin tức Quảng Ninh 24/7 của Trung tâm Truyền thông tỉnh Quảng Ninh. Sáng nay, trường Tiểu học Hạ Long tổ chức ngày hội tiếng Anh. Gần 1.000 học sinh khối 4 và 5 của trường thực hiện các phần thi kiến thức, hùng biện, tài năng, thể hiện năng lực sử dụng tiếng Anh trong giao tiếp và học tập. Cuộc thi là hoạt động nhằm cổ vũ, động viên phong trào học tiếng Anh, đổi mới phương pháp dạy và học tiếng Anh của nhà trường. Qua 9 năm tổ chức, Ngày hội tiếng Anh thực sự khẳng định được sức hút của một sân chơi ngoại ngữ hấp dẫn, bổ ích, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ trong nhà trường, đóng góp vào mục tiêu vì một Quảng Ninh giỏi tiếng Anh. Chương trình thời sự tối nay của Trung tâm Truyền thông Quảng Ninh xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt.